Sáng nay tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên đối thoại với giáo sư Klaus Schwab, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF và khoảng 20 lãnh đạo các tập đoàn lớn của WEF. Tại phiên đối thoại, chủ tịch WEF và các doanh nghiệp đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam trong thời gian qua, với nhận định Việt Nam là ngôi sao sáng đang phát triển nhanh của kinh tế thế giới. Cảm ơn những đánh giá của giáo sư Schwab và các nhà đầu tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam tiếp tục lựa chọn ưu tiên cho tăng trưởng với nhiều nhóm giải pháp lớn, đồng thời có biện pháp kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Với các nhà đầu tư, Thủ tướng cho biết, chính phủ sắp ban hành nghị định liên quan đến thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu và sẽ có những chính sách ưu đãi đầu tư phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của Việt Nam và xu thế của thế giới. Định hướng của Việt Nam là thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án trong lĩnh vực mới nổi, công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao và có tính lan tỏa kết nối, nhất là phục vụ các động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo và phát triển những ngành, những lĩnh vực có tính đột phá, chiến lược như là bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Thủ tướng khẳng định Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể để đảm bảo đủ điều kiện trong mọi trường hợp. Thủ tướng đề nghị WEF và các đối tác tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam trong việc tham vấn, góp ý xây dựng, hoạch định các chính sách phù hợp hiệu quả, tạo điều kiện để Việt Nam tham gia vào các sáng kiến, hệ sinh thái của WEF và là cầu nối hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội và hợp tác đầu tư, đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam. Chúng tôi đang đảm bảo các cân đối lớn.